20 tỷ cho một căn liền kề 65 mét vuông ở Vin cổ loa biết bao giờ cho có người về ở. Nhưng thế rồi cũng sẽ lại tranh nhau mua. Với tầm tiền đấy thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được 3 căn shop house diện tích 90 mét vuông đẹp lung linh như thế này. Nằm trên trục đường cổng vào của khu công nghiệp Samsung, hiện hữu hơn 100.000 công nhân. Đây sẽ là con phố sầm uất nhất của tỉnh Thái Nguyên trong tương lai gần. Căn shop có tổng diện tích là 90 m², nằm trên mặt đường đại lộ Samsung rộng 22 m, mặt tiền lên đến 10 m và cam kết thuê lại tối thiểu 18 tháng. Anh chị là những nhà đầu tư thông thái đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm để đầu tư vừa tăng trưởng về lãi vốn vừa tạo ra dòng tiền thì không thể bỏ qua sản phẩm này. Hãy liên hệ trực tiếp với em mình ngay nhé.